Chia sẻ thông tin về tập đoàn Vingroup. Vingroup là một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tập đoàn được thành lập từ năm 1994 bởi ông Đoàn Quốc Việt, một doanh nhân đã thành công trong nhiều lĩnh vực tại Ba Lan, trước khi ông quyết định đầu tư tại Việt Nam. Vingroup hiện đang kinh doanh trong các lĩnh vực chính. 1. Bất động sản. Vingroup là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản lớn tại Việt Nam, bao gồm khu nghỉ dưỡng bãi dài Sun Premier Village Primavera, khu nghỉ dưỡng bãi dài Sun Premier Village Phú Quốc Emerald Bay, khu đô thị cao cấp Vinhome Hạ Long, khu đô thị cao cấp Vinhome Imperia Hải Phòng. 2. Nông nghiệp và thực phẩm. Vingroup là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, với các sản phẩm chủ lực là tôm, cá, gạo, muối. 3. Năng lượng tái tạo. Vingroup là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với các dự án điện mặt trời và điện gió đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. 4. Dịch vụ thương mại. Vingroup hiện đang sở hữu và vận hành nhiều trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam, bao gồm Vincom Plaza Hạ Long, Vincom Plaza Hải Phòng, Vincom Plaza Thanh Hóa. Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, với quy mô doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng. Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Vingroup là một tập đoàn kinh tế đa ngành, có tiềm lực và uy tín lớn trên thị trường. Tập đoàn đang tiếp tục phát triển và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, nhằm góp phần xây dựng Việt Nam thành một quốc gia giàu mạnh và thịnh vượng.